giải mã ba đại tà thuật ở Tương Tây, người trúng độc sẽ đau đớn tột cùng. Tháng 3 năm 1950, hai chiến sĩ giải phóng quân được cấp trên cử đến đồn cảnh sát địa phương Tương Tây để hỗ trợ công việc. Khi đang trên đường đi, họ gặp một nhóm người thần bí đang đi bộ trong vùng núi hoang dã. Những người này ăn mặc kỳ quái, nhìn không rõ mặt. Họ chỉ cúi đầu bước về phía trước. Điều kỳ lạ hơn nữa là người dẫn đường cứ liên tục lắc chuông, trông vô cùng quái dị. Vì lúc đó Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa mới thành lập, nên nhiều thổ phỉ và thế lực thù địch còn sót lại ở Tương Tây. Vậy nên, hai chiến sĩ giải phóng quân cho rằng họ là thổ phỉ hoặc gián điệp cải trang, nên lặng lẽ đi theo. Nhưng những gì họ nhìn thấy tiếp theo thật sự khiến người ta sởn gai ốc. Hóa ra trong nhóm này, ngoại trừ người rung chuông phía trước còn sống, thì những người theo sau đều là xác chết. Nhưng điều kỳ lạ là làm sao một xác chết có thể đứng dậy và đi lại được. Điều này phải kể đến một số câu chuyện dân gian kỳ lạ đã được lưu truyền ở vùng đất Tương Tây. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Truyền thuyết kể rằng, vào những năm 1960 và 1970, một thanh niên tri thức đến làng Miêu Thiên Hộ, đem lòng yêu một cô gái tộc Miêu ở địa phương và quyết định chuyện chung thân đại sự. Nhưng sau đó chính phủ đưa ra chính sách trọng dụng những thanh niên có học thức. Điều này khiến người thanh niên ban đầu định yên bề gia thất ở nông thôn đã nảy sinh ý tưởng quay trở lại thành phố lớn. Trước khi trở về thành phố, anh đã hứa với cô gái rằng bản thân quay về Thượng Hải thu xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó sẽ ngay lập tức cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng sự thật là sau khi trở về Thượng Hải, anh hoàn toàn quên giao ước của mình với cô gái Miêu tộc mà đem lòng yêu một cô gái Thượng Hải. Rất nhanh, thời điểm giao ước với cô gái Miêu tộc đã đến, nhưng anh lại đang một lòng đắm chìm với tình yêu nồng cháy khác, không còn nhớ người bạn gái cũ kiên trì chờ đợi anh ấy. Nhưng đúng lúc này, một tai nạn kỳ lạ đã xảy ra. Anh thanh niên tri thức đầu tiên thấy bụng mình sưng lên, sau đó cảm thấy như có hàng nghìn con côn trùng cắn đốt. Anh vội vã đến bệnh viện để tìm cách chữa trị, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra được điều gì bất thường. Trong lúc đau đớn tột độ, anh chợt nhận ra rằng khi rời khỏi Tương Tây, cô gái Miêu tộc đã liên tục nói rằng anh phải nhanh chóng trở về Tương Tây vào ngày mà hai người đã giao ước, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Nghĩ đến đây, anh dường như hiểu ra điều gì đó, vội vã đi cả ngày lẫn đêm đến làng Miêu ở Tương Tây. Chỉ là chưa kịp đến nơi để gặp cô gái Miêu tộc thì đã qua đời. Hóa ra rất lâu trước khi anh trở về Thượng Hải, cô gái đã bí mật bỏ độc trùng lên người anh. Trong khoảng thời gian giao ước, nếu anh giữ đúng lời hứa, đúng giờ trở về làng Miêu thì cô gái sẽ lặng lẽ đi giải độc. Vậy thì chất độc sẽ tự nhiên không phát tác. Nhưng một khi anh thất hứa và yêu một cô gái khác, quên lời thề ước với cô gái Miêu tộc thì kết cục đã sớm được định trước. Đây là tà thuật độc ác nhất trong ba thuật tà ác ở Tương Tây, gọi là cổ trùng. Những ghi chép về cổ trùng xuất hiện sớm nhất bằng giáp cốt văn, một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc. Nói cách khác, tà thuật cổ trùng đã xuất hiện sớm nhất vào thời nhà Thương, thậm chí là sớm hơn. Ngoài ra, những thông tin về cổ trùng còn được ghi lại trong Địa Lý Tùy Thục, Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Chân, Thông Chí của Trịnh Triều. Nếu miêu tả một cách đơn giản, thì tà thuật này được luyện ra bằng cách cho hàng trăm loài côn trùng cực độc vào cùng một nơi để chúng ăn thịt lẫn nhau. Còn côn trùng duy nhất còn sống sót cuối cùng chính là cổ mẫu. Cách đơn giản để đầu độc là lặng lẽ hạ cổ trùng lên trên người khác. Người hạ độc có thể dùng phép thuật điều khiển chất độc từ xa, đưa chất độc đến cho người bị trúng độc, phát tán bệnh tật và thậm chí là trực tiếp hạ sát. Cổ trùng Tương Tây thường được chia thành 3 loại: độc tình yêu, độc sợ hãi và độc hận thù. Trong đó, công dụng của độc tình yêu là khiến người đàn ông bất chấp tất cả, không cần bất kỳ lý do gì cũng yêu mình. Độc sợ hãi là một thủ đoạn kiểm soát người đàn ông, và độc hận thù dùng để trả thù những người đàn ông phản bội tình yêu. Cái mà người thanh niên trí thức chúng là một loại độc hận thù. Khác với bí thuật thông thường là truyền cho nam mà không truyền cho nữ, thuật cổ trùng sẽ được truyền cho truyền nhân là nữ. Truyền thuyết kể rằng khi cô gái Miêu đến tuổi 16, 17, cha mẹ của họ sẽ dạy con gái làm thế nào
để gìn giữ gia đình và yêu đương. Bí mật truyền thuật chế độc và bỏ độc cho con gái. Từ đó trở đi, người đàn ông của cô sẽ luôn nghe lời mà không dám hài lòng. Tà thứ hai ở Tương Tây. Bí thuật cản thi. Trong các bộ phim cương thi Hồng Kông, chúng ta thường thấy cảnh tượng một pháp sư mặc áo đạo bào đi trước với chiếc chuông trên tay. Theo sau là một nhóm thây ma mặc trang phục thời nhà Thanh, tuân theo khẩu hiệu của pháp sư, sẽ tự nhảy và di chuyển. Hình ảnh kỳ lạ trong phim thực chất dựa trên bí thuật cản thi ngoài đời thực ở Tương Tây. Tình huống hai người giải phóng quân gặp phải mà chúng ta đề cập ở phần đầu video cũng hoàn toàn giống với tình huống cản thi ở Tương Tây. Tương truyền nguồn gốc của thuật cản thi ở Tương Tây có liên quan đến tổ tiên Sivu của Mưu tộc. Tương truyền hàng ngàn năm trước, Sivu lãnh đạo bộ tộc của mình chống lại hoàng đế, nhưng ông không nỡ vứt xác của những người đồng đội đã qua đời trên chiến trường vào vùng hoang dã. Tuy nhiên, số lượng người thiệt mạng quá nhiều, nhân lực mang đi cũng không đủ. Thế là Sivu đã ra lệnh cho quân sư của mình tìm cách. Quân sư suy tư một lúc, liền bảo Sivu cầm lá bùa dẫn đường, sau đó dùng pháp khí khiến tất cả thi thể đứng dậy. Cuối cùng, những thi thể đồng đội đã theo sau Sivu trở về quê hương. Thuật cản thi ở Tương Tây thực hiện chủ yếu tập trung vào thời nhà Minh và nhà Thanh. Bởi vì lúc bấy giờ chiến tranh liên miên, nhiều người bỏ mạng nơi đất khách quê người. Nhưng từ xa xưa, văn hóa Trung Quốc đã có truyền thống lá dụng về cội. Vậy nên, nghề cản thi cũng ra đời. Từ đó, địa điểm bắt đầu là từ Tứ Xuyên đến Tương Tây. Chủ yếu là do lúc đó có một lượng lớn người từ Tương Tây di cư đến đất Thục. Ngoài ra, người thuê sẽ yêu cầu pháp sư sẽ không nói mà tống thi, mà thay vào đó sẽ dùng từ lóng là đi bộ. Sau đó người nhà sẽ viết tên, ngày sinh, mệnh của thi thể lại, giao cho pháp sư. Giống như những nghề khác, pháp sư làm nghề cản thi cũng có quy tắc riêng. Đó chính là ba trở, ba không trở. Những người qua đời oan uổng như bị chặt đầu, treo cổ, dựng lồng thì có thể trở. Những người qua đời vì bệnh tật, tự tử, hỏa thiêu xác không còn nguyên vẹn đều không thể trở. Trên đường tống thi, đoàn người sẽ nghỉ chân trong một quán trọ đặc biệt. Theo truyền thuyết, chỉ có những người tống thi biết pháp thuật mới có thể di chuyển cánh cửa quán trọ. Những người còn lại, dù mạnh đến đâu cũng không thể di chuyển được. Việc các pháp sư lắc chuông khi tống thi, ngoài dẫn dắt thêm ma ra, còn để nhắc nhở người sống nhường đường. Nói chung ngành nghề này có rất nhiều điều cấm kỵ và bí mật đặc biệt, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Tuy nhiên nhiều năm qua, thuật cản thi ở Tương Tây đã gây ra rất nhiều tranh luận. Nhiều người không tin xác chết có thể đi thẳng như hình dung, đồng thời cho rằng cái gọi là tống thi chỉ là thủ thuật che mắt của pháp sư. Năm 2006, một ấn phẩm của Đài Loan đăng bài cho rằng người tống thi sẽ lồng cọc tre qua nách người đạo khuất, trói hai tay của họ vào cọc, dùng vải liệm che cọc tre và lần lượt khiêng các cọc tre đi. Bởi vì thanh tre bị uốn cong dưới trọng lực, khiến cho các thi thể lắc lư giống như đang tự đi bình thường. Đặc điểm hình thái này được biểu diễn sống động qua hình ảnh cương thi nhảy bằng hai chân trong các bộ phim Hồng Kông. Tuy nhiên trong chương trình Du lịch vòng quanh Trung Quốc, ông Vũ Hiền Hữu, thành viên của Châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu ở Tương Tây cho biết, ông đã tận mắt chứng kiến thuật cản thi vào năm 1963. Những thi thể đó không nhảy về phía trước với hai cánh tay duỗi thẳng, mà bước đi với hai cánh tay thõng xuống như người sống bình thường. Có lúc đoàn tống thi chỉ có một mình pháp sư, nên cách giải thích bằng cọc tre là không chính xác. Còn có một cách mô tả về tống thi thực ra chính là khiêng xác. Người đã khuất được cắt thành nhiều mảnh, sau đó đầu, tay và chân được phun một loại thuốc đặc biệt chống phân hủy, phần thân thì trực tiếp bị vứt bỏ. Người ta sẽ dùng rơm buộc một phần thân mới để giảm trọng lượng, sau đó khiêng phần còn lại của thi thể đặt trong một chiếc áo choàng đen rộng, trông giống như một xác chết. Nhưng cách này vẫn chưa thể giải thích được việc một pháp sư có thể vận chuyển nhiều thi thể cùng một lúc như thế nào. Vậy nên cho đến ngày nay, thuật cản thi ở Tương Tây vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Lạc hoa động nữ. Có một câu chuyện lưu truyền ở Tương Tây rằng nếu phụ nữ ở Tương Tây đến tuổi lấy chồng mà chưa tìm được người để giao phó suốt đời, thì họ sẽ dần trở nên lầm lì ít nói. Sau đó cả người sẽ rơi vào trạng thái không ăn thức ăn chín của trần gian. Mặt họ sẽ giống như biến thành hoa đào, đôi mắt sáng như sao, lệ rơi khi gió thổi. Một vài người cũng có thể rơi vào trạng thái kỳ lạ là luôn mỉm cười,
nhưng không ăn uống gì trong vài ngày. Dựa vào cách nói địa phương tương Tây thì đây chính là được thần thú nhìn chúng. Họ đã được chỉ định kết hôn với thần linh nên mới rơi vào trạng thái kỳ lạ này. Cô gái sẽ luôn đắm chìm trong ảo tưởng về hạnh phúc, ảo tưởng đang giữ gìn nét đẹp của mình, một lòng đợi chờ thần linh chọn ngày lành đến tổ chức hôn lễ. Điều tàn nhẫn là ngày lành được thần linh chọn ra, thực chất lại là ngày cô gái qua đời. Sau khi từ giã cõi trần, những cô gái này được gọi là lạc hoa động nữ. Gia đình họ sẽ không tổ chức tang lễ cho họ, mà là tổ chức đám cưới cho con gái đã khuất bằng cách đánh trống khua chiêng. Bởi vì cha mẹ cho rằng con gái của họ không chết đi mà là gả cho thần linh. Và những cô gái này khi qua đời có một đặc điểm điển hình, đó là trên khuôn mặt họ sẽ nở nụ cười. Lạc hoa động nữ. Trong đó, cách nói lạc động trong tiếng Miêu có hai nghĩa. Một là chìm xuống khỏi mặt đất và tách biệt với xung quanh. Hai là đoạn tuyệt thế giới để quay về với thế giới tâm linh. Vì vậy, lạc động đồng nghĩa với việc con người bước vào một thế giới khác và mất liên lạc, giao tiếp với mọi người ở thế giới này. Tức là linh hồn họ đã rơi xuống hố. Lời giải thích này hơi giống các cách người ta thường nói linh hồn đã đến một vĩ độ khác. Vậy rốt cuộc chân tướng của lạc hoa động nữ là gì? Giả thuyết được lưu truyền rộng nhất cho rằng đây thực chất là một bi kịch từ thời xa xưa. Lúc đó, tương Tây nằm vùng hoang vắng, khắp nơi xảy ra chiến tranh liên miên, khiến cho khu vực này thiếu nam thừa nữ. Cộng thêm thời điểm đó đang là xã hội nam quyền, vì vậy truyền thuyết về lạc hoa động nữ là lời nói dối của người con gái, vì giữ gìn trinh tiết mà tự mình kiềm chế. Khi họ đến độ tuổi kết hôn, đối với việc hôn sự không thể nghĩ, không thể nói, càng không thể làm, chỉ có thể im lặng chờ đợi một người đàn ông đến cầu hôn. Tuy nhiên, khi đã đến một độ tuổi nhất định nhưng xuất giá không thành công, họ đã phải chịu đựng sự tra tấn cả về tinh thần và thể xác trong một thời gian dài, nên có thể rơi vào trạng thái tương tự như trầm cảm tột độ cho đến qua đời. Lạc hoa động nữ chỉ là một truyền thuyết tô điểm cho hiện thực xã hội tàn khốc lúc ấy mà thôi. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.